nó chùm 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 trên ngọn luôn gì các bạn ơi. Nên không biết các bạn có thấy không, tại vì nó màu vàng vàng, chứ nếu mà nó là màu tím thì các bạn có thể dễ nhận diện hơn. Hello, Linh xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại kênh Cuộc Sống Victoria, hòn đảo ấm nhất Canada nha. Các bạn ơi, hiện tại Linh đang lái xe tới mấy cái chỗ mà hái trái cây dại, là những cây táo này, cây mận này, với lại cây lê nữa. Cái mùa này là mùa hè, những cái cây dại nó mọc ngoài đường rất là nhiều luôn các bạn ạ. Mà nhiều khi nó chín quá mà Linh thấy rất là uổng, mà chẳng ai hái, chẳng ai ăn hết á. Ít người hái dữ lắm, mà nhiều khi nó rụng ở dưới gốc đó, là Linh nói thiệt có nó hư hết, Linh thấy tiếc luôn. Thì hôm nay á, Linh sẽ lại mấy cái chỗ, không phải một chỗ nha các bạn, Linh sẽ đến mấy chỗ luôn và Linh sẽ hái những cái trái cây này về ăn, mà Linh ăn thấy rất là ngon và ngọt, các bạn không có dở đâu. Thì giờ Linh mời các bạn cùng đi với Linh lại đó hái trái cây nha. Cái đây là trái plum này các bạn. Andrew cũng biết hái này các bạn ơi. Con trai của Linh nó cũng muốn hái này. Nhiều lắm. Đây này, Linh quay hết cái dọc lúc này cho bạn coi trước nhé. Đó, nguyên một loạt này là chắc phải phải chục cây các bạn ơi. Mà cây nào cây đó trái nó thiệt là nhiều luôn á. Mà bây giờ là đang sắp cuối mùa hè rồi đó các bạn. Thành ra nó chín rất là rộ luôn. Cái này mà chỉ mọc hoang thôi đó mà đâu ai chăm sóc đâu các bạn, mà sao nó mọc tốt quá Linh cũng không biết tại sao luôn. Trời ơi, cái này không biết có phải ai hái hay là người ta vứt xuống mà nó gãy các bạn đâu, được chưa. Cái này nó giống như là ai đu xuống để, trời ơi, cái này gãy cây luôn này, uổng chưa. Cái này không biết ai làm gãy á. Không biết là phải tại gió không nè, trái quá chừng luôn nè, nhưng mà nó bị gãy này các bạn ơi, uổng chưa. Mấy cái trái này thì không biết có ăn được không, không chắc không ăn được đâu. Cái này nó gãy từ hồi nào giờ rồi, nó còn non mà bây giờ nó hư rồi, nó uổng quá ha. Thôi mình hái những cái cây trên cây nó còn tươi đi cho nó ngon, tại vì rất là nhiều đấy nè, nhiều chưa. Đây này nó chín nè, chín rụng luôn nè. Wow. Cái chỗ này các bạn biết sao, cái chỗ này là cái chỗ mà lần năm ngoái Linh làm cái video mà hái xà lách son đó các bạn. Đấy, Linh mang theo cái rọ này này các bạn. Bây giờ anh Andrew, ui trời ơi, nhiều thiệt các bạn ơi. Trái nó chín rụng luôn nè. Linh zoom gần lại cho bạn coi. Trái của nó rất là nhiều luôn nha các bạn, mà chín luôn. Andrew biết làm, biết hái không? Ờ, cái chừng đó. Yeah, đó, tinh hứng vào đó. Nhiều lắm luôn mà ăn rất là ngọt nha các bạn. Đó, yeah, anh đu giỏi quá. Để mấy mình quay xa xa, chứ gần quá nhìn không rõ. Đấy, nó rụng mất rồi. Đấy, trời trời trời. Oh no, rụng hết đất rồi. Nhiều khi mình đụng với nó là nó rụng mất tiêu rồi. Cái trái mình hấn thì nó không rơi vào rổ mình. Những cái trái mà mình không hấn lại rớt mất tiêu à. Chính mà. Then my turn, okay. Cái này phải chuyên nghiệp ấy. Chứ không thôi là nó ơi đợi đi chứ. Chứ không thôi là mình thấy không rớt thấy được bao nhiêu luôn. Tại nó chín quá các bạn ơi. Nó rất là chín luôn, thành ra mình mà đụng vào cái cây á là nó có thể nó rơi xuống luôn. Wow nè các bạn ơi, trái của nó chín mà. Chín mọc luôn các bạn nhé. Ui đang có gió này, mùa hè mấy bữa rồi á, bên Linh nóng lắm mà sao chừng 2 ngày nay trời tự nhiên trở lạnh các bạn ạ. Nè, nó chín lắm rồi đó anh đu. Có hai loại trái mận, một loại là màu vàng như vậy, một loại là màu tím các bạn ạ. Nó rất là nhiều lắm lắm luôn, nó không thể tả được các bạn. Cái này mà mình có thang á các bạn, chứ mình leo chắc đã luôn, hái cho đã luôn á. Các bạn có thấy không, tại vì nó màu vàng vàng, chứ nếu mà nó là màu tím thì các bạn có thể dễ nhận diện hơn. Đây này, đó chùm 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 luôn đó. You got it. Nhiều chưa, nó chính là ta nói là mình, cái này mà mình leo lên là mình cả trận nó rụng hết luôn á. Này, cái chùm này nó cũng gãy các bạn ơi. Linh không biết là tại vì nó nặng quá hay là gió hay như thế nào. Này, cây này nó cái nhánh này nó cũng gãy nữa nè, uổng chưa.
nhánh này nó gãy luôn này Daddy. Chưa. Cái nhánh này nó rất là bự, chưa nhiều. Có khi nào bị gió quá rồi nó nặng trái nó chiếu xuống gãy luôn. Mà chính thế ha anh được ha. Khai cái bắt kẹt của mình đâu? Mình bỏ vào cái bắt kẹt trên này ra đi. Đó đâu. Nó vô rổ quá chừng luôn nè. Oh no. Bà Tây bà dắt chó bộ đi ngang á, bà thấy Linh hái mà bà dừng lại bà hỏi, bà không biết là cái trái này mày có ăn được không, mà Linh dụ bà ăn thử, bà khen ngon quá này các bạn. Nhiều người á họ không có dám đi hái mấy cái trái này ở dọc đường họ ăn đâu các bạn. Họ sợ bị đau bụng á. Linh chẳng biết nữa, mình ăn thì mình thấy những cái trái organic thì nó cũng được xem thôi hay các bạn. Những cái cây này nó đâu có xịt thuốc gì, mình không trồng thì nó mọc tự nhiên thì ăn nó phải ngon hơn chứ. Mà Linh không biết nhiều người Tây, người da trắng á, họ lại không dám ăn. Các bạn ơi, Linh hái được nguyên chùm vậy nhá. Mà trái này và trái đó nó chín rụng luôn các bạn nha. Là hái là đúng là ăn tại chỗ luôn các bạn ạ. Mình lột cái vỏ nó ra như vậy này. Ngon lắm luôn. Đó, nó chín đến độ như vậy này các bạn. Mình lột ra là cái... Để Linh vứt cái vỏ đi. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn. Này là cái loại trái mà mận mà màu tím này các bạn. Để zoom gần này cho bạn coi này. Toàn là khu đất hoang không đó. Thành ra nó mọc ra những cái cây này mà coi kiểu mút hướng trong kia mình đâu có vào được. Mà trong đó trái rất nhiều các bạn ơi. Chắc Linh không có vào trong đó được đâu. Cái cây, những cái cây mà nó gần gần mé ngoài đây thì Linh có thể Linh lấy cái cây á, Linh chĩa lên để mình hái được, chứ hướng trong kia nó xa quá với cây không tới nè. Còn cái cây này sát bên ngoài này thì ít trái quá nên còn trái à. Còn trái à, còn cái cây bự trong này thì nhiều trái này các bạn. Cái cây này sát mấy đường luôn nè các bạn. Lên quay này để sát mấy đường luôn nha các bạn nha. Có được nhiều trái mấy, được có mấy trái à? Cây này thì hơi thấp, nhiều khi Linh muốn mang một cây bứng về để trồng nhà mình đó, mà thôi chắc cái này cũng gần nhà Linh lại đây Linh hái luôn, khỏi phải trồng. Nào, từ nhà Linh lội bộ lại đây có chút xíu à, mềm lắm rồi, nó chín rồi đấy. Cái trái này là mình phải đợi nó chín mới ăn được các bạn ơi, chứ không thì nó rất là chua. Ngon quá chừng luôn này. Đó, được rồi nè. Yeah, mình hái được 3-4 trái trong rổ rồi nè. Ooh yeah. Được rồi nè các bạn. Nó rớt vô rổ rồi nè, nó không rớt xuống đất. Nó rớt xuống đất là nó sẽ dập hết. Nó dập mình đâu có ăn được, nó hư mất. Wow,
nặng luôn nè các bạn ơi. Kéo nặng tay luôn á. Quá trình luôn. Nó có lại trái plum màu đỏ nữa. Oh wow, mấy cái trái berry ở đây nó bự quá nè bạn ơi. Ôi trời ơi, thích chưa? Sao năm nay chỗ này không ai hái này? Để Linh thử cái ngọt không? Ngọt quá các bạn ơi. Chắc lát nữa Linh hái thêm về, hái ít trái này nữa để về Linh làm rượu các bạn ạ. Rất ngọt này các bạn ơi, sao nằm này cái chùm này. Nên phát giác ra cái chỗ này toàn là trái bự không vậy ta. Wow, mình ăn à. Vừa hái vừa ăn các bạn ạ, ngọt quá. Cái này là trái apple. Linh nghĩ chắc là hái ăn được rồi này, nó hơi đỏ đỏ hương hương này. Ui trái quá chừng luôn các bạn ơi. Nhiều chưa? Này nhiều chưa Daddy? Cái này là apple chứ không phải pear nha. Ha. Đó anh hứng đi được không? Ừ đó đây nè. Mà không biết là hái. Ui đó ơi. Dễ không? Nó đỏ đỏ và hương hương là được rồi ha. Ừ. Đưa em lấy ra không? Sợ nặng không? Nào không? Cái trái này ăn được rồi. Cái này apple xanh hả hay hường không biết nữa, nhưng mà nè cái này thì trái màu đỏ đỏ này Daddy ơi. Yeah. Ăn bước mấy trái hường hường á. Đó, cái chùm đó đó Daddy. Bước nguyên chùm luôn Daddy ơi. Dại nhưng mà cái này thì không được bự cho lắm nhưng mà cũng ok. Cái này đa số người ta hái về chắc người ta làm apple sauce hả? Apple pie hay làm pie cũng được. Trái này cũng ok. Thấy không? Không có sâu vậy. Ờ, nó ngon lắm. Ủa, góc bên này cũng quá chừng luôn nè anh ơi. Em muốn qua bên này anh coi không? Em nhìn nó em cứ tưởng là trái pear không anh ơi. Nó nâu nâu quá. Chứ đúng ra là apple là một là xanh hai là đỏ đúng không? Ha. Nhiều lắm luôn này các bạn ơi. Trái thì nó không được bự nhưng mà rất là nhiều nha các bạn. Cây này cũng sát bên đường này các bạn ơi. Nè, trái cũng quá chừng luôn này mà không biết là ăn được chưa. Nó mọc dọc đường á. Mình thấy nó cũng có mấy trái đỏ đỏ này nè. Oh đây này. Wow, đây này trái này đỏ rồi này. Oh wow, đây nè. Ô mà bị sâu rồi. Giống trái kia thôi. Ờ mà bị sâu rồi. Sâu hơn cái trái bên kia, nó bên kia. Ờ nó cũng giống trái bên kia. Thấy không? Ừ. Ồ này, trên còn này, có mấy trái đỏ đỏ này đã đi. Có cần anh đang vịt anh hái không hay là mình là trái bên kia. Ủa chùm sâu thì không? Thế, chùm sâu. Trái này nhỏ quá. Nhìn thì ngon mà không biết ăn có ngon không đó. Wow, cái cây này mới nhiều này các bạn ơi. Ui, nhiều chưa. Mà không biết cái apple này là màu xanh hay màu đỏ đây. Daddy hái ăn thử có ngọt không Daddy ơi. Ui, nhiều quá luôn á. Ngon không? Wow, từ gốc tới ngọn luôn này. Chú, chú ao, ôi anh nhìn có đá chưa. Daddy, trái nhiều chưa? Ngọt không Daddy? Hơi chua chua. Ngọt hả? Mà không biết là apple xanh hay apple đỏ đây. Ha. Tôi hái ăn thử coi. Ngon á. Thế là tí xì thôi. Ăn cũng được.
chứ không tới nổi nha. Ờ đây này nó đỏ đây nè, mà cái trái này nó nhỏ quá ha. Thấy là trái không? Ăn trái đỏ này nó ngọt nè. Chắc có thể là mấy cái trái này nó còn xanh không? Úp. Đựng nhiều đây cái trái mận màu này này các bạn. Mà Linh thấy nha, đúng là Linh may mắn đó. Linh tới cái cây này Linh hái là vừa đúng thời điểm luôn. Trái nào trái đó là không bị sâu nha các bạn. Thực đó Linh nói thiệt luôn là không có trái nào bị sâu hết. Mà trái thì không có bự, nó cỡ bằng trái táo tàu thôi nha các bạn. Cái loại trái mận này thì nó không có bự như là trái táo, trái lê. Mà trái nào trái đó chín mọng luôn các bạn ơi. Nó giống như mọng như trái cà chua nha các bạn. Mà Linh thiệt á, nếu mà Linh tới trễ chút xíu nữa thôi, chắc chừng vài ngày thôi, là những cái trái này nó sẽ bị những con sâu con bọ nó ăn. Thì Linh nghĩ Linh sẽ không có hái được nhiều như hôm nay đâu. Hôm nay Linh hái là trái nào cũng hoàn hảo luôn, không có bị sâu luôn á, Linh cũng ngỡ ngàng luôn nha các bạn. Đấy, thích lắm luôn. Và Linh hái thêm được một xô mận màu đỏ với màu tím nữa các bạn. À, cái loại này nó có hai loại nha. Cái này thiệt là tím luôn nè nha các bạn. Còn cái này là đỏ đỏ. Và cái loại mận này á, thì Linh thấy cái trái của nó to hơn cái mận xanh một chút ha các bạn ha. Và Linh thấy cái loại màu đỏ này với màu tím này Linh nghĩ là nó chín trễ hơn. Hiện tại bây giờ thì trái nó còn cứng lắm, mình chưa có ăn được. Còn cái trái màu xanh là Linh ăn được liền luôn, chứ không có phải đợi nữa. À, mấy cái trái này thì bây giờ Linh để từ từ Linh ăn là vừa bạn ơi. Mà nó nhiều quá Linh không có dám hái nhiều về, ăn không có hết. Thành ra chỉ hái mỗi thứ gọi là ít, chứ mình Linh thấy ôm quá chừng nhiều luôn, biết ăn bao giờ mới hết. Còn mấy cái trái táo xanh chua này các bạn biết Linh làm gì không? Linh rửa sạch sẽ, Linh cắt miếng nhỏ nhỏ, bỏ vào cái container có nắp á. Và làm một cái chén muối ớt, bỏ chút xíu đường. Và sau đó đổ vô cái container để nắp vô sóc lên. Các bạn ơi, ăn liền luôn. Ở bên đây mình không có cóc á, thành ra Linh ăn cái trái này Linh cũng nhớ tới những cái trái cóc hồi xưa Việt Nam Linh hay ăn đó các bạn. Thôi Linh dừng video Linh ở đây nha. Linh hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Linh xin chào, bye bye.